Tôi hỏi thời gian, điều quý giá nhất trong đời người là gì? Thời gian trả lời tôi là còn tồn tại. Có người từng hỏi, điều quan trọng nhất trên đời này là gì? Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay và nói, thời gian. Trên đời này, thời gian chi phối hết thảy mọi thứ. Nó là một thứ độc dược tàn phá dung nhan của bạn, nhưng cũng lại là một liều thuốc giải độc, có thể làm dịu đi những đau thương và thăng trầm của lòng người. Làm thế nào để phóng thích được dược tính của nó? Chúng ta hãy cùng nhau đối thoại một chút với thời gian. Tôi hỏi thời gian, làm thế nào để thoát khỏi quá khứ? Thời gian trả lời, tất cả các cuộc gặp gỡ chỉ là nhất thời mà thôi. Có một câu chuyện trong dân gian từng nói rằng, nếu đánh rơi một chiếc bình sành, bạn không cần phải nhặt nó lên. Một người đàn ông mang theo một chiếc bình sành bước đi trên sa mạc. Chiếc bình chẳng may rơi xuống, nước trong bình rơi vãi chảy khắp mặt đất. Nhưng anh ta không hề nao núng, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có người hỏi, tại sao anh không nhặt chiếc bình lên? Người đàn ông nói, nước trong bình đằng nào cũng đã chảy hết rồi. Nhặt nó lên chỉ khiến làm tôi thêm gánh nặng. Thời gian không đợi người. Điều quan trọng là phải lên đường đi tiếp. Phiền não cũng giống như chiếc bình sành để lại bên đường kia. Nếu nhặt nó lên, sẽ chỉ khiến chúng ta thêm gánh nặng. Buông bỏ quá khứ mới có thể giúp chúng ta tiến bước xa hơn. Và thời gian sẽ giúp cuốn đi những rắc rối phiền não của chúng ta như tơ nhện cuốn theo chiều gió. Khi hạnh phúc, đừng đắc ý tự mãn. Khi đau khổ, đừng bỏ cuộc buông lơi. Trong quá khứ, cho dù bạn đã gặt hái được những gì, rồi cũng sẽ mất đi. Tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. Buông quá khứ, và thời gian chính là thuốc giải. Tôi hỏi thời gian, một đời người dài ngắn bao lâu? Thời gian trả lời, chỉ có 3 ngày mà thôi. Cuộc sống của một người chỉ kéo dài có 3 ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cho dù ngày hôm qua tốt như thế nào, nó sẽ trở thành quá khứ. Dù hôm nay có tệ đến đâu, chúng ta vẫn cần trân trọng. Và ngày mai, chúng ta phải luôn cố gắng. Có một vị cố thủ tướng Anh Quốc, ông thường có thói quen nán lại phía sau để đóng cửa. Một người bạn thấy vậy bèn hỏi, ngài có nhất thiết cần phải đóng những cánh cửa này không? Tất nhiên là cần thiết, vị thủ tướng nói với một nụ cười. Tôi sẽ đóng cửa suốt đời. Khi bạn đóng cửa, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Bằng cách đó, bạn có thể sống cho hiện tại. Thật vậy, không ai có thể sống mãi trong quá khứ, và cũng chẳng có ai sống cho tương lai. Hiện tại chính là nơi duy nhất sở hữu cuộc sống này. Bởi thời gian không bao giờ quay đầu lại, nên cuộc sống cũng không phải hối tiếc. Biết trân trọng hiện tại, thì thời gian chính là liều thuốc hạnh phúc. Nếm trải vị ngọt của thời gian, bạn có thể tiến về phía trước và sống trọn những tháng ngày tươi đẹp. Khi thời gian trôi qua, dù là ai đứng trước ngưỡng cửa tuổi già đều sẽ có những chiêm nghiệm về cuộc đời. Trải qua những năm tháng bon chen, nhìn lại mới thấy rằng có những chân lý rất đơn giản nhưng chúng ta lại không hiểu được. Có đôi khi người ta nghĩ mọi thứ quá phức tạp mà quên hết những chân lý đơn giản mà hữu ích. Có những lúc người ta cho rằng mình biết hết tất cả mọi thứ
Nhưng kỳ thực, còn quá nhiều điều nhỏ nhặt đã vô tình bị đưa vào quên lãng. Thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu được. Khi bản thân gặp phải sự tình không vui, nhất định đừng mong chờ người khác đồng cảm. Bởi có thể đại đa số người sẽ phản ứng rất lạnh lùng. Mong chờ một điều gì đó mà không nhận được, nhiều khi ta tự mình chuốc lấy thất vọng, dỗi hờn thế nhân. Thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu được. Thành tâm đối tốt với một người, không nhất định sẽ nhận lại được hồi báo. Mà người bạn xem thường nhất, lại có thể là người coi trọng bạn nhất. Thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu được. Mỗi người cần đối tốt với chính mình. Bởi người thực sự quan tâm tới bạn không có mấy người. Và khi gặp chuyện, không chắc đã có ai ở bên cạnh bạn. Cho nên cần tự mình chiếu cố mình, đối diện chính mình để tìm ra cách buông bỏ những niềm đau. Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai. Mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng. Có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái, an nhiên. Cuộc đời trôi mãi tựa dòng sông, kiếp sống mong manh như đóa hồng. Sớm nở tối tàn ôi dã tàm, mưa tươi nắng héo thật rồi không. Lững lờ nước cuốn trôi vô dụng, qua ngọn gió đông xanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong. Xanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong. Cuộc đời trôi mãi tựa dòng sông, kiếp sống mong manh như đóa hồng. Sớm nở tối tàn ôi dã tàm, mưa tươi nắng héo thật rồi không. Lững lờ nước cuốn trôi vô dụng, thong thả ngày qua ngọn gió đông. Xanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong. Xanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong. Cuộc đời trôi mãi tựa dòng sông, kiếp sống mong manh như đóa hồng. Sớm nở tối tàn ôi dã tàm, mưa tươi nắng héo thật rồi không. Lững lờ nước cuốn trôi vô dụng, thong thả ngày qua ngọn gió đông.
xanh từ qua dần nơi mỗi niềm. Có gì tồn tại để mà mong? Xanh từ qua dần nơi mỗi niềm. Có gì tồn tại để mà mong? Xanh từ qua dần nơi mỗi niềm. Có gì tồn tại để mà mong? Xanh từ qua dần nơi mỗi niềm. Có gì tồn tại để mà mong?